Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thường trực Thị ủy Nghi Sơn làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo chủ chốt của xã Thanh Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 7 tháng năm 2022. Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ đông, kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022 và tập huấn hướng dẫn công tác tiêm phòng chống một số loại bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Ban an toàn giao thông thị xã Nghi Sơn và các xã phường trên địa bàn giao quân tổ chức đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt,
chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 8, đoàn công tác của Thường trực Thị ủy Nghi Sơn do đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ và lãnh đạo chủ chốt của xã Thanh Sơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 7 tháng năm 2022, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2022. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể của thị xã. Theo báo cáo của Thường trực Đảng ủy xã Thanh Sơn, trong năm 2021 và 7 tháng năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kinh tế có bước phát triển khá, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại được quan tâm. Hiện trên địa bàn xã có 12 công ty doanh nghiệp, 566 hộ làm dịch vụ thương mại, giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng trên người trên năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của quê hương đất nước của địa phương, công tác phòng chống dịch COVID-19, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 80,7%. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, Ban chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung quán triệt, triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đã kết nạp 11 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu được giao. Tại hội nghị, lãnh đạo xã Thanh Sơn đề nghị thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí xây mới nhà lớp học, trường trung học cơ sở, hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến kênh tưới, cống tiêu trên địa bàn thôn Thanh Châu và thôn Phượng Áng, từ đó đảm bảo cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân, hỗ trợ kinh phí để nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước, các tuyến đường, thôn đã xuống cấp, quan tâm chỉ đạo công tác chuyển đổi mô hình chợ. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Sơn đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục, đồng thời đóng góp các giải pháp để địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đó là cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tích tụ đất đai, tu sửa, nâng cấp hệ thống kinh mương, hệ thống giao thông nội đồng, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp của người dân, nâng cao hiệu quả của hai hợp tác xã để cung ứng các dịch vụ trong sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng trên địa bàn xã, đồng thời làm tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh, từ sau Đại hội Đảng bộ xã Thanh Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có nhiều cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Do vậy, kinh tế xã hội tiếp tục có bước phát triển. Năm 2021 đã có 25 trên 26 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Kết cấu hạ tầng từng bước được tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện hơn, tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung của toàn thị xã. Văn hóa xã hội có chuyển biến tiến bộ, an ninh quốc phòng được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng và đạt được kết quả tích cực. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn được triển khai thực hiện kịp thời, tích cực với tinh thần chủ động, linh hoạt và không để dịch bệnh phức tạp xảy ra trên địa bàn. 7 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện vẫn còn những khó khăn, nhưng Ban chấp hành Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022. Tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022, trong lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của xã Thanh Sơn vẫn còn một số những tồn tại hạn chế. Đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của cấp ủy, chính quyền trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa thực sự sâu sát, quyết liệt. Một số nhiệm vụ trọng tâm, tiến độ thực hiện còn chậm. Một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, chưa có biện pháp xử lý kiên quyết và dứt điểm. Tiến độ đầu tư một số dự án vẫn còn chậm, diện tích đất bỏ hoang còn lớn. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Để khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và cán bộ chủ chốt của xã Thanh Sơn cần quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau.
Thứ nhất là cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị của xã Thanh Sơn cần tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ, và thực hiện đúng quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có biện pháp đổi mới và quyết liệt hơn trong chỉ đạo điều hành. Cần xác định cụ thể những việc trọng tâm, trọng điểm để đưa vào chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ trong từng tháng, và phân công phân nhiệm rõ người, rõ việc trong Ban Thường vụ Đảng ủy, trong Ban chấp hành Đảng bộ xã phụ trách trên từng lĩnh vực. Đồng thời là phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và đánh giá kết quả thực hiện để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Thứ hai là Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo và tăng cường cái công tác quán triệt, triển khai, thực hiện đầy đủ kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của cấp trên và của thị xã, nhất là các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho đến cán bộ đảng viên và nhân dân, để tiếp tục đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 của khóa 11, khóa 12, khóa 13. Thì các nghị quyết này thì chúng ta cũng đã được triển khai, chúng ta học tập quán triệt rồi. Đồng thời tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả chức năng giám sát và phản biện xã hội, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm, sai phạm nếu có. Thứ ba là Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo rà soát lại kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Những chỉ tiêu đạt khá và có khả năng hoàn thành thì cần phải tập trung chỉ đạo để hoàn thành sớm. Những chỉ tiêu còn đạt thấp và có nhiều khả năng là khó hoàn thành thì cần phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo để bàn những cái biện pháp tích cực để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, để phấn đấu là cuối nhiệm kỳ là phải hoàn thành được các cái chỉ tiêu khó khăn này. Đồng thời là khẩn trương xây dựng cái kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã và tập trung vào các ngành, các lĩnh vực, các cơ sở sản xuất kinh doanh và có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của xã và thu ngân sách, để đề ra các cái giải pháp hữu hiệu để chúng ta tổ chức thực hiện và đạt được cái kế hoạch đề ra. Thứ tư đấy là Thanh Sơn là xã có diện tích đất nông nghiệp lớn và diện tích đất bỏ hoang cũng còn nhiều. Do vậy, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ cần nghiên cứu bổ sung các giải pháp hữu hiệu vào nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất nông nghiệp và có biện pháp để khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang, tăng cường lãnh đạo công tác tích tụ, tập trung đất đai, sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và có cơ chế chính sách để khuyến khích nhân rộng các mô hình hiệu quả có giá trị kinh tế cao, để người nông thôn phải bám đồng ruộng và có thu nhập ổn định cuộc sống, và đồng thời cũng có định hướng để ưu tiên phát triển về kinh tế thương mại dịch vụ, kinh doanh trên địa bàn. Đấy, để phát huy cái tiềm năng lợi thế của xã, để phấn đấu đến năm hết năm 2024 thì xã Thanh Sơn của chúng ta đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao như nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25 đã đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị cấp ủy chính quyền cần tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban Nhân dân thị xã giao, tăng cường các biện pháp thu ngân sách trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thành lập mới doanh nghiệp và chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, đảm bảo chất lượng công trình để đưa vào khai thác sử dụng.
tăng cường công tác chỉ đạo nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, chú trọng để nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng giáo dục mũi nhọn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà văn hóa tại các thôn, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Về công tác quốc phòng an ninh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị. Thì đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công an xã, ban chỉ huy quân sự, các đoàn thể, các tổ dân, các thôn để thực hiện tốt cái công tác đảm bảo về an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo về an toàn giao thông và có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời các cái vụ việc phát sinh, không để xảy ra các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài trên địa bàn. Kịp thời phải xem xét, chỉ đạo giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và nhất là những đơn thư khiếu nại kéo dài. Đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban đội, các ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc để xã Thanh Sơn thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Tập trung cao trên các lĩnh vực đó là công tác quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, thu ngân sách, đấu giá quyền sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ bản và có giải pháp hỗ trợ xã Thanh Sơn để phát triển kinh tế nông nghiệp, có mô hình sản xuất hiệu quả và thực hiện tốt công tác tích tụ đất đai trên địa bàn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giao các ban của Thị ủy thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Sơn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác phát triển đảng viên và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành. Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Thanh Sơn để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia thực hiện tích cực các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế được chỉ ra, báo cáo kết quả tiến độ về Thường trực Thị ủy trước ngày 30 tháng 10 năm 2022. Về các kiến nghị đề xuất của xã Thanh Sơn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã có báo cáo cụ thể với Ủy ban Nhân dân thị xã để Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo các ngành thực hiện việc rà soát cụ thể, từ đó báo cáo Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy để xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2023, đồng thời tiếp tục phối hợp với các ban ngành của thị xã để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi mô hình chợ, hệ thống nước sạch cho người dân và công tác tổ chức cán bộ của xã theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, sáng 11 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn do đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tùng Lâm về tiến độ xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 8 tháng năm 2022, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2022. Thực hiện nhiệm vụ năm 2022, cấp ủy chính quyền xã Tùng Lâm đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Tổng diện tích gieo trồng vụ chiêm xuân 268 ha, sản lượng đạt hơn 1.000 tấn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 8,3 tỷ đồng. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng được quan tâm thực hiện, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, từ năm 2012 đến nay, xã đã huy động được tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới hơn 99,7 tỷ đồng. Đến nay, xã Tùng Lâm đã đạt 11 trên 19 tiêu chí. Còn 8 tiêu chí chưa đạt gồm giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tỷ lệ nghèo đa chiều, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong chương trình xây dựng nông thôn mới về công tác sản xuất nông nghiệp, hệ thống đường giao thông, điện, thủy lợi, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia,
đồng thời đề xuất các cấp, các ngành quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng, ổn định đội ngũ giáo viên, hệ thống truyền thanh. Lãnh đạo các phòng, ban ngành thị xã đã định hướng những giải pháp, tập trung vào các nội dung như huy động sự đóng góp của nhân dân trong giải phóng mặt bằng, các tuyến đường giao thông trên địa bàn, quy hoạch sân vận động, nhà văn hóa, mở rộng khuôn viên trường học, công tác thu ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản và phát triển doanh nghiệp, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tập trung. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tùng Lâm đạt được trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành kế hoạch năm 2022, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị Đảng bộ xã Tùng Lâm ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng hoàn thành nông thôn mới trong năm 2024, trong đó xác định cụ thể nhiệm vụ của Đảng ủy, các chi bộ, các đoàn thể và của chính quyền, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đây là nội dung then chốt, quan trọng để tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Về phát triển kinh tế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị Đảng ủy chỉ đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong phát triển kinh tế, giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, các dự án, tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, rà soát các dự án giảm nghèo, dự án từ nguồn vốn 135 để hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định. Có giải pháp vận động nhân dân thực hiện bê tông hóa các tuyến đường trong thôn xóm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Tùng Lâm trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thị xã, Hội đồng Nhân dân xã trong kế hoạch xây dựng nông thôn mới, từ đó phối hợp với các phòng ban của thị xã để triển khai các thủ tục đầu tư, thực hiện các dự án. Về quốc phòng an ninh, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với công an làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh tại địa phương, trọng tâm làm tốt công tác tuyển quân năm 2022 và công tác diễn tập phòng thủ cấp xã trong nhiệm kỳ, phối hợp làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn xã. Công an thị xã chỉ đạo và hỗ trợ công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là công tác ngăn ngừa và triệt phá các loại tội phạm trên địa bàn. Về các đề nghị của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Tùng Lâm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã giao các phòng chuyên môn tiếp thu và tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã để giải quyết trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 10 tháng 8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu thị xã Nghi Sơn, có đồng chí Lê Thị Kim Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp thị xã, bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây, chủ trương giải pháp của ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian tới. Vụ trưởng vụ Lào, Campuchia, Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề tình hình Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian gần đây và những thành tựu nổi bật trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào 60 năm qua. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở, căn cứ vào nội dung báo cáo của hai chuyên đề trên, tuyên truyền phổ biến rộng rãi để nhân dân nắm được. Đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở cần tập trung tuyên truyền về một số nội dung trọng tâm như tiếp tục tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, trong đó khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, tiếp tục củng cố thúc đẩy quan hệ với các nước, nhất là các nước láng giềng, nước lớn và các đối tác quan trọng, xử lý hài hòa cân bằng quan hệ giữa các nước. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền đậm nét các nghị quyết hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19,
tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng. Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2022. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, 1902-2022. Kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2022. Chiều ngày 10 tháng 8, đoàn công tác của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn do đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa thị xã làm trưởng đoàn, đã đi thẩm định các tiêu chí phường Tân Dân đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2022. Sau một thời gian phát động và triển khai thực hiện xây dựng phường đô thị văn minh, diện mạo của phường Tân Dân ngày một thay đổi, đường phố được quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa khang trang, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân cũng được quan tâm thường xuyên và thực hiện tốt. Phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao từng bước phát triển. Đến nay, phường đã hoàn thành 50 trên 52 nội dung của 9 tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Còn 2 nội dung là bê tông hóa đường giao thông nông thôn trong tiêu chí số 2, giao thông đô thị và phường chưa có hệ thống truyền thanh thông minh trong tiêu chí số 5, thông tin truyền thông, đang trong quá trình xây dựng và hoàn thành. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tập trung phân tích những tồn tại hạn chế, cũng như chỉ ra các giải pháp để phường Tân Dân hoàn thành các nội dung còn lại của 9 tiêu chí xây dựng đô thị văn minh. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân phường Tân Dân đạt được trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện xây dựng phường văn minh đô thị. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, phường cần xác định xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo thực hiện, đồng thời gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tiếp tục ra soát lại tất cả các tiêu chí để đảm bảo chất lượng từng tiêu chí, duy trì và nâng cao các nội dung tiêu chí đã đạt được, tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, hoàn thành hồ sơ, đảm bảo chất lượng và thời gian trình Ủy ban Nhân dân thị xã thẩm định, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã quyết định công nhận phường Tân Dân đạt phường đô thị văn minh vào tháng 12 năm 2022. Ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt vụ đông, kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022 và tập huấn hướng dẫn công tác tiêm phòng, phòng chống một số loại bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn phát biểu khai mạc hội nghị. Từ thực tế sản xuất của các địa phương, theo kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2022-2023, toàn thị xã đưa vào gieo trồng với diện tích 2.500 hectare cây trồng các loại, trong đó cây lạc 550 hectare, cây ngô đông 850 hectare, khoai lang 500 hectare, còn lại là rau màu hoa. Qua đánh giá cây trồng vụ đông có nhiều thuận lợi, đó là các giống cây trồng mới, ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nên cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Hệ thống tưới tiêu hồ đập được nâng cấp để phục vụ cho việc gieo trồng và chăm sóc. Các mô hình cây trồng vụ đông nhận được sự quan tâm hỗ trợ để sản xuất mô hình liên kết bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những thuận lợi, việc gieo trồng vụ đông cũng gặp không ít khó khăn, nhất là về tình hình thời tiết, thiếu lao động sản xuất, giá vật tư cao, hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ. Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn cũng như rút kinh nghiệm trong quá trình sản xuất vụ đông những năm trước, Ủy ban Nhân dân thị xã đã đưa ra các giải pháp về cơ cấu giống và thời vụ cho sản xuất vụ đông để đảm bảo về năng suất và sản lượng các cây trồng. Đối với kế hoạch tiêm vaccine phòng bệnh gia súc gia cầm đợt 2 năm 2022, các xã phường chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vaccine, vật tư, dụng cụ để công tác tiêm phòng diễn ra thuận lợi, đạt kết quả cao, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn toàn thị xã. Theo đó, từ ngày 20 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, sẽ tổ chức tiêm phòng dại cho đàn chó và đàn gia súc gia cầm với các loại vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả, lepto, cúm H5N1, Newcastle và vaccine phòng dại. Thưa quý vị và các bạn,
Chiều ngày 10 tháng 8, phường Tân Dân đã tổ chức bế mạc giải bóng đá mini thiếu niên năm 2022. Giải bóng đá được diễn ra từ ngày 2 tháng 8. 6 tổ dân phố Thanh Minh, Hồ Thượng, Hồ Thịnh, Hồ Trung, Minh Sơn và Tiền Phong được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra 4 đội thi đấu bán kết và trận chung kết. Qua 10 ngày thi đấu sôi nổi, các cầu thủ của 6 đội bóng đã cống hiến nhiều pha bóng hay, hấp dẫn và nhiều bàn thắng đẹp. Khép lại giải đấu là trận chung kết sôi nổi, quyết liệt, kịch tính giữa 2 đội bóng, tổ dân phố Thanh Minh và tổ dân phố Hồ Thượng. Kết quả, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội bóng đến từ tổ dân phố Thanh Minh, giải nhì đội bóng tổ dân phố Hồ Thượng, đồng giải 3 cho 2 đội bóng tổ dân phố Hồ Thịnh và Hồ Trung và trao giải khuyến khích 2 đội bóng tổ dân phố Minh Sơn và Tiền Phong. Giải bóng đá mini thiếu niên do phường Tân Dân tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực của cán bộ và nhân dân địa phương hướng tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời là hoạt động để phường đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Giải cũng là sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên trong những ngày hè trước khi bước vào năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8, Ban An toàn Giao thông thị xã Nghi Sơn và các xã phường trên địa bàn đã ra quân tổ chức đợt cao điểm lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2022. Với mục tiêu tổ chức đợt cao điểm ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông. Trong đợt ra quân này, Ban An toàn Giao thông thị xã, các xã phường, các đoàn thể tổ chức chính trị trên địa bàn thị xã tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân biết về mục đích, ý nghĩa của đợt cao điểm giải tỏa hành lang an toàn giao thông để người dân cùng tham gia giải tỏa, chấp hành và không tái vi phạm. Đồng thời huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, các tổ chức chính trị xã hội đồng loạt ra quân phát quang tầm nhìn, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, nhà tạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Theo ghi nhận của phóng viên tại phường Hải Lĩnh, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gồm trên 80 người và các phương tiện máy móc, chia thành 2 tổ tham gia giải tỏa và tháo gỡ các biển quảng cáo, đồng thời tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết không tái lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Lĩnh cho biết: Đối với phường Hải Lĩnh thì lập 2 tổ, một tổ thì trước tiên là tuyên truyền vận động, tháo biển bảng đối với người dân và thực hiện cam kết, thực hiện thông báo cũng như là cam kết đối với các hộ dân trong việc đảm bảo an trật tự hành lang an toàn giao thông. Thứ hai nữa là tổ chức thực hiện, một tổ là thực hiện khu vực phía Bắc của phường Hải Lĩnh và một tổ thực hiện khu vực phía Nam. Trong đấy là huy động một máy cầu nâng, 2 máy cắt, cu liêm, rồi các cái dụng cụ khác liên quan. Và nhân công thì cơ bản lực lượng thì của dân quân, của công an và cán bộ công chức phường, như đoàn viên thanh niên, và trong đấy là các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố thì huy động tối đa lực lượng. Tại các xã phường Nguyên Bình, Xuân Lâm, Trúc Lâm, Mai Lâm, Trường Lâm, Hải Thượng, Tĩnh Hải, Hải Bình, Phú Lâm, Phú Sơn đã huy động lực lượng tập trung phát quang, tháo gỡ các biển quảng cáo, mái che, nhà tạm, cổng chào lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đồng chí Đỗ Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Lâm cho biết: Trong cái thời gian từ ngày 9 cho đến ngày 13 là Ủy ban Nhân dân phường tiếp tục duy trì làm triệt để toàn bộ hành lang là vi phạm. Phấn đấu sau cái thời gian này chúng tôi sẽ có cái lực lượng giao cho công an phường là duy trì thường xuyên để chấn chỉnh lại tình trạng là lấn chiếm, tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè, đảm bảo cho đường thông hè thoáng, đảm bảo cái duy trì trật tự an toàn giao thông trên cái địa bàn của phường Xuân Lâm. Theo kế hoạch, đợt cao điểm ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, chống lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Nghi Sơn được triển khai thực hiện từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 năm 2022. Tập trung ra quân một cách đồng bộ, thực hiện triệt để, đồng thời phát huy vai trò của các đồng chí thành viên Ban An toàn Giao thông thị xã được phân công phụ trách các xã phường, thực hiện đôn đốc, kiểm tra và phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Thông qua đợt cao điểm nhằm lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông, tạo cảnh quan đô thị, đảm bảo thông thoáng tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông đường bộ, đường sắt,
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thông báo của Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn về việc hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 11 năm 2021 theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Thực hiện công văn số 10779 ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc huy động quản lý sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa. Công văn số 4051 ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa về việc thực hiện kết luận kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Công văn số 2957 ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện công văn số 10779 ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn thông báo về việc hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 11 năm 2021 theo kết luận của Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn thị xã Nghi Sơn như sau. 1. Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đã từng làm xét nghiệm tại các đơn vị y tế trên địa bàn thị xã, gồm trạm y tế các xã phường thuộc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn quản lý, thì thực hiện theo nội dung tại thông báo số 941 ngày 1 tháng 8 năm 2022 của Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn và thông báo số 627 ngày 23 tháng 7 năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn. 2. Đối với việc thu phí xét nghiệm cao hơn quy định, yêu cầu các đơn vị y tế, Trung tâm Y tế thị xã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn hoàn trả lại phần chi phí xét nghiệm cao hơn quy định đã nộp tiền. Trường hợp không hoàn trả thì được nộp vào ngân sách nhà nước. 3. Về thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán, đối với đơn vị cơ sở y tế công lập đã được thanh tra kiểm toán và đã có kết luận kiến nghị của thanh tra kiểm toán, gồm Trung tâm Y tế thị xã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm các kết luận kiến nghị của thanh tra kiểm toán. 4. Giao Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã, Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường thông tin tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, truyền hình của thị xã và các xã phường cơ quan đơn vị ngày 2 lần vào 6 giờ 30 phút và 17 giờ 30 phút hàng ngày. Nội dung thông báo này. Trên đây là nội dung thông báo về việc hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 9 tháng 11 năm 2021 theo kết luận của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn, các tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ký, Mai Sĩ Lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.